Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hồng Nhung trên tâm sự thầm kín của kênh Audio Hải Ngoại. Và đến với Hải Ngoại ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện tâm sự có tựa đề Nợ Nghĩa Trả Tình. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. 19 tuổi đầu, lần đầu tiên tôi bước chân đi học xa nhà. Ở ngoài Hà Nội, gia đình tôi chỉ có mình cô chú là người thân. Vậy nên bố mẹ tôi góp gạo, góp tiền để tôi ở cùng vừa đỡ tốn kém, mà tôi cũng không phải đua đòi theo chúng bạn. Với lại cô chú đã hơn 40 rồi mà chưa có con. Nguyên nhân tôi nghe chú nói là vì chú bất lực. Chú rất buồn, vậy nên là chú càng thương tôi hơn. Ban đầu, với tôi mọi thứ đều lạ lắm, nên chú ân cần chỉ bảo. Hai chú cháu thân thiết như là bố con. Cô làm kế toán cho một ngân hàng, còn chú thì làm ở xưởng cơ khí. Nhưng dù bẩn tối mắt, nhưng chú vẫn rất chu đáo với tôi. Không biết chú có ăn sáng gì không, nhưng khi tôi ngủ dậy đã có phần ăn sáng của mình ở trên bàn. Chú lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Sợ tôi học khuya, chú hay nhắc tôi về giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng chú lại mang về 2 hoặc là 3 hộp sữa và bảo của công ty phát cho chú để bồi dưỡng. Chú không thích cho nên là chú cho cháu. Những khi tôi bước vào kỳ thi là chú lại quan tâm và chăm sóc tôi như một người mẹ. Thực sự trong thâm tâm tôi luôn xem chú như là bố của mình. Chú còn cười và bảo chú không có con, định đi xin con nuôi. Nhưng nghĩ lại trong dòng họ nhà mình thiếu gì cháu chắt, mà phải đi nuôi con của người ngoài. Vậy nên cháu cứ hãy xem đây như là nhà mình. Với lòng, tôi thực sự rất biết ơn chú. Thú thực, ngày còn ở nhà, hiếm khi thấy bố tôi hỏi han ân cần và quan tâm đến tôi như vậy. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ học tập thật tốt, để sau này còn báo đáp ân tình của chú thím. Khi tôi học năm thứ 3 đại học, trong một buổi trưa đi học về, tôi đon đả bảo tôi vào thay đồ rồi ra ăn cơm. Nhưng khi tôi vừa cởi xong cái áo thì tôi khẽ giật mình khi mà có một cái bàn tay đặt lên vai của tôi. Tôi sững sờ khi đó lại là cô. Cô ôm lấy tôi. Tôi thật sự bất ngờ và hoảng hốt. Khi ấy người tôi cứng đơ, chân tay bủn rủn. Tôi đã muốn đẩy cô ra, nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng như trời trồng như thế. Giọng tôi líu lại không nói nên lời. Cô khẽ xà vào lòng tôi trong hơi thở vồ vập. Huy, cô xin cháu chỉ một lần này thôi. Cô cởi phăng cái chiếc quần dài mà tôi đang mặc. Trong cảm giác miên man vừa sợ hãi vừa thích thú, tôi bỏ mặc để cho cô cởi nốt chiếc underwear của mình. Chuyện ấy đã xảy ra khiến tôi bất ngờ và đau đớn. Tôi thấy ân hận và có lỗi với chú vô cùng. Đêm hôm ấy tôi khóc. Lần đầu tiên nước mắt của một thằng con trai như tôi rớt xuống vì tội lỗi. Tôi dằn vặt bản thân mình. Cả đêm hôm ấy tôi thức trắng để suy nghĩ về những hành động ghê tởm của mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua đi, nhưng trưa hôm sau cô vẫn làm theo kịch bản cũ. Tôi đẩy cô ra thì cô càng ôm ghì lấy tôi và hôn vồ vập hơn. Hầu như lần nào cô cũng là người chủ động. Khi mà tôi cũng không làm chủ được mình nữa, thì cuối cùng tôi tặc lưỡi theo cô. Trước mặt chú thì cô vẫn xưng một cô hai cháu. Nhưng khi chỉ còn hai cô cháu ở nhà, thì thoảng cô gọi anh em, làm tôi rất xấu hổ. Dù gì thì cô cũng hơn tôi cả 20 tuổi đầu. Cô bảo, chúng ta không có họ hàng gì cả. Dù cô có hơn tuổi cháu, nhưng nếu cháu không chê, chú tôi thì vẫn quan tâm đến tôi, không hề mảy may nghi ngờ chuyện hai cô cháu len lút với nhau. Nụ cười hồ hởi của chú sau mỗi buổi đi làm về càng khiến tôi cảm thấy ân hận hơn. Những lời động viên hàng ngày của chú càng khiến tôi ghê tởm chính bản thân mình. Phải công nhận là thời gian này trông cô trẻ ra nhiều, không còn ủ rũ buồn rầu như ngày tôi mới đến ở cùng. Những lần tôi từ chối cô là cô lại than thở rằng đã lâu chú không động vào người cô, vì chú thấy tự ti vì bất lực. Với lại có làm ăn thì cũng có được cái gì đâu. Vừa nói cô vừa khóc, khiến cho tôi mủi lòng. Nghe những lời đó tôi thực sự rất thương cô chú. Cô hứa sẽ không để chuyện có thai xảy ra, nên tôi không cần phải lo lắng gì cả. Ban đầu tôi thấy rất tội lỗi, nhưng giống như là một thói quen. Tôi thèm được gần gũi cô. Tôi thèm được hôn lên cái bờ vai trắng của cô. Tôi thật xấu hổ khi mà tôi phải thú nhận rằng tôi rất thèm cảm giác được có cô hàng ngày.
tôi không còn chú tâm vào việc học hành nữa. Tôi chỉ nhớ đến những lần mà chúng tôi vồ vập và nồng cháy bên nhau. Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi. Càng thấy càng có lỗi với chú thì tôi lại càng nghĩ đến nhiều và không làm sao mà thoát ra được. Và đã bao nhiêu lần tôi hứa với lòng mình sẽ không làm theo lời cô nữa. Vậy mà tôi vẫn... Không hiểu sao tôi lại khốn nạn đến thế. Tôi có cảm giác tội lỗi khi có mặt chú, khi chú vẫn quan tâm và hỏi han chuyện tôi học hành ra làm sao. Còn khi trong vòng tay của cô, tôi không biết gì đến chú nữa. Tôi cũng quên mất mình đang nằm trên chiếc giường hạnh phúc của cô chú bấy lâu nay. Tôi cũng quên mất rằng người đàn bà đang cuồng nhiệt với mình chính là cô, vợ của chú mình. Và tôi quên mất rằng tôi và cả gia đình tôi nữa mang ơn huệ của cô chú không ít. Khi ấy tôi nửa tỉnh nửa mê, nửa muốn chạy trốn cơn thèm khát của cô, nửa là muốn vùi đầu vào cơn mây mưa tội lỗi này. Cuối cùng tôi là chép miệng mặc kệ. Thú thực là từ trước đến nay tôi chưa từng biết đến bàn tay con gái. Vậy mà khi nhập cuộc cùng cô, tôi lại rất thành thục. Tôi đâm nghiện cái mùi trên cơ thể của người đàn bà ấy. Tôi thèm những cử chỉ âu yếm mơn trớn của cô. Nó làm tôi miên man, cứ giống như là tôi đang bị thôi miên vậy. Nhưng mà khi tỉnh lại, tôi thấy rất say dứt. Tôi thấy mình có lỗi với chú, người mà tôi xem như là bố của mình. Chú tốt với tôi như vậy, thế mà tôi nỡ lòng phản bội lại lòng tin và mái ấm của chú. Tôi rất giằng xé. Nhưng mỗi lần cô khóc lóc van xin tôi cho cô thêm những lần ân ái như thế, để cả hai cùng thỏa mãn, là tôi lại lao vào cô như một con thiêu thân. Chú đi trực thường xuyên, buổi trưa không về, chỉ có vào buổi tối thì chú mới ăn cơm ở nhà. Nhiều buổi tối chú phải làm ca đêm. Những đêm như vậy, cô lại ôm gối sang phòng tôi ngủ. Vậy nên cứ như vậy, tôi phục vụ cô thường xuyên hơn và cũng để thỏa mãn những dục vọng tầm thường của bản thân. Tôi cảm thủ chính tôi. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ đến chú. Chú đang phải làm thêm cả ca đêm để thi thoảng cho tôi thêm tiền đóng học phí. Vậy mà ở nhà tôi lại mây mưa với vợ chú, người đàn bà mà chú yêu. Mỗi lần tặc lưỡi là mỗi lần tôi có lỗi với chú. Tôi cũng không nhớ hết là đã có bao nhiêu lần tặc lưỡi, có bao nhiêu đêm tội lỗi như thế. Tôi muốn chấm dứt tất cả. Nhưng cứ nghĩ đến cái việc phải xa thân thể đàn bà của cô là tôi lại mù quáng. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cuộc tình oan trái này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa đưa đến cho quý vị và các bạn câu chuyện thứ nhất của đêm ngày hôm nay. Tình cô cháu, hơn nhau một cái quãng tuổi không hề ít một chút nào. Và Hồng Nhung nghĩ là đây ấy, nó không phải là cảm giác yêu đương, mà nó chỉ là cái cảm giác thích thú được khám phá cái thứ mà lần đầu tiên chúng ta được biết đến nó. Một cái sự đam mê mà khi lần đầu tiên được chạm vào và cảm thấy vô cùng thích thú thì luôn luôn muốn khám phá tiếp tục và không dừng lại được. Nó chỉ là ham mê và ham muốn thể xác thôi. Và có thể là cậu bé này cậu ấy nghiện cái cảm giác lén lút trong nhà, cái cảm giác che che giấu giấu sợ sệt nhưng lại vô cùng thích thú, tạo cho cậu sự hưng phấn. Và đến bây giờ khi mà cả cái người cô đó cô rất là thích, vì là chồng cô là bị bất lực, không làm ăn được cái gì cả. Gạ tình đứa cháu xong, bây giờ hai người lại cứ lao vào nhau. Một bên thì thèm khát được yêu đương trên giường, còn một bên thì mới được biết đến cái chuyện đó, cho nên là cũng vô cùng đam mê và muốn khám phá tiếp tục. Bây giờ thì hai cái ngọn lửa nó đang bùng lên rất là mạnh mẽ và khó có thể nào mà dập tắt ngay được. Nhưng mà Hồng Nhung nghĩ là em nên tỉnh táo để suy nghĩ. Chuyện này nếu bây giờ nó mà phanh phui ra không hay một chút nào, là một bất lợi cực lớn cho em. Và trong gia đình chúng ta sẽ phải ăn nói với nhau như thế nào đây, khi mà có cái chuyện loạn luân như vậy xảy ra. Chính vì vậy em hãy tĩnh tâm nhé. Hãy có một cái cuộc trao đổi thật thẳng thắn với cô ấy. Em hãy nên biết là cái gì quan trọng hơn. Và em phải biết là cái chuyện này nếu tiếp tục không hay ho mà cái gì cả. Tương lai của em còn rất rộng và dài vì em còn vô cùng trẻ. Cho nên là em hãy bình tĩnh, cân nhắc. Và nếu có thể có ai tin tưởng được thì em hãy tâm sự cái chuyện này với người ta. Em nên tâm sự với một cái người nào đó có thể cho em được lời khuyên và có thể trải lòng được những cái bí mật thầm kín như thế này.
Rồi sau đó em sẽ có một cái buổi nói chuyện thật chính thức với cái người cô đó của mình. Hai người nên dừng lại càng sớm càng tốt. Vì nếu mà công khai chuyện này ra thì sẽ là một bất lực, một bất lợi cực kỳ lớn đến và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hai người sau này. Quý vị nghĩ sao và khuyên em ấy như thế nào thì quý vị hãy bình luận cho bên dưới nhé. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung sẽ đưa quý vị và các bạn đến với câu chuyện tâm sự thứ hai của đêm ngày hôm nay, có tựa đề là Ngoại tình vì trả nợ cho chồng. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Tôi biết người ta đi ngoại tình vì những lý do riêng. Phần lớn trong số họ đều bị lên án. Tôi cũng đi ngoại tình, tôi cũng có lý do, nhưng tôi sợ phải làm việc lừa dối đấy. Vậy mà tôi vẫn phải chấp nhận. Tôi có một gia đình nhỏ với chồng và hai đứa con. Cuộc sống hạnh phúc có lẽ sẽ mỉm cười với tôi nhiều hơn nếu không có một sự cố nghiêm trọng xảy ra. Và chính nó đẩy tôi đến hoàn cảnh hiện tại. Hai vợ chồng tôi đều có việc làm ổn định. Tuy không làm giàu được, nhưng cũng đủ sống và để nuôi các con. Cuộc sống cứ bình bình trôi qua. Hai con ngoan ngoãn, chóng lớn. Chồng tôi yêu thương vợ và các con. Anh ấy coi gia đình là tất cả. Luôn là một người đàn ông đáng tin cậy. Tôi cũng yêu chồng và tự hào về anh ấy. Thế rồi một lần trong ca trực, do uống rượu mừng sinh nhật bạn trước đó, có chút hơi men, nhưng anh không còn tỉnh táo trong lúc làm việc. Hậu quả là một vụ cháy nổ đã xảy ra và thiệt hại rất lớn. Anh bị quy tội, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và phải bồi hoàn một số tiền không nhỏ. Chúng tôi đã phải bán hết tất cả mọi đồ đạc nhà cửa để bồi hoàn nhưng mà vẫn còn thiếu. Việc đi vay là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi huy động người thân được một phần và thương anh nên tôi phải vay mượn bạn bè để đưa cho anh giải quyết công việc. Trong thời gian đó tôi có vay mượn một người là cấp trên của tôi với số tiền khá lớn. Tôi nhận thấy ông ấy là người khá tốt, đứng đắn, thương tôi nên mới giúp đỡ như thế. Tôi như người chết trôi ôm lấy cái phao mà chẳng hề nghĩ ngợi. Có tiền, tôi có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt. Sau đó hai vợ chồng về nhà ngoại ở nhờ. Chồng tôi mất việc, gặp phải cú sốc quá lớn khiến anh rệu rã và dằn vặt tuyệt vọng, không dính vào rượu chè. Nhưng thời gian đầu anh không còn tâm trí để làm gì. Một mình tôi phải thay chồng gánh vác, dìu dắt gia đình. Nhưng mà đồng lương có hạn, trang trải không đủ, tôi phải tiếp tục nhận sự bao dung của sếp với những đồng tiền hỗ trợ cho sinh hoạt hàng ngày. Rồi chồng tôi cũng vượt qua những ngày tháng tăm tối, tinh thần bài hoài ấy. Anh lao vào kiếm tiền để giúp đỡ vợ và trang trải nợ nần, nhưng mà số nợ của chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Dẫu biết khó khăn, nhưng sự hạnh phúc cũng trở lại. Gia đình tôi có được những tiếng cười của ngày xưa và tình yêu thương của hai vợ chồng cũng mặn nồng trở lại. Nhưng mà đúng lúc tôi tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, thì gia đình sếp tôi xảy ra những lục đục. Sứt mẻ trong tình cảm khiến chồng ấy cảm thấy đau khổ, bực bội. Rồi những lúc ông ấy buồn, ông cứ tự tìm đến tôi để chia sẻ và gần gũi. Ông ấy đòi hỏi, ông ấy muốn tôi bên những lúc ông ấy buồn và cô đơn. Tôi sợ có một cuộc vượt rào sẽ xảy ra. Tôi cố tránh, nhưng ông ấy cứ lao đến. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đang ngoại tình mà không phải vì yêu. Tôi phải đáp ứng nhu cầu của sếp mà không dám phản ứng. Vì sao? Vì khoản tiền tôi nợ ông ấy hiện nay tôi không thể nào mà chi trả được. Nỗi khổ tâm không thể chia sẻ với ai. Đã bao lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này mà không được. Tôi đã giấu chồng một thời gian dài, nhưng cường độ đòi hỏi của sếp tôi ngày càng nhiều. Và hình như ông ấy muốn công khai quan hệ để trả đũa vợ ông ấy chuyện gì đó. Tôi yêu cầu ông ấy giữ kín vì tôi còn chồng và con, và một gia đình cần phải giữ gìn. Song mọi chuyện có vẻ đang đi theo một chiều hướng xấu. Tôi thấy xấu hổ với tình cảm mà chồng dành cho mình, thấy mình có tội với anh, lừa dối anh. Tôi muốn nói chuyện với anh về người đàn ông ấy, nhưng mà như thế tôi vừa làm hỏng mọi việc, trong khi bản thân cũng đã nhúng chàm. Tôi khổ tâm, đau khổ với chính quan hệ ngoài luồng của mình. Tôi đang phải ngoại tình để trả nợ cho chồng. Tôi khổ tâm, đau khổ với chính cái mối quan hệ ngoài luồng của mình.
Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe hết câu chuyện thứ hai trong đêm ngày hôm nay. Có lẽ là đây là một cái người phụ nữ vô cùng hy sinh, vô cùng yêu chồng, cô mới có thể làm được những điều như thế này. Qua từng câu từng chữ thì Hồng Nhung thấy là cô đang vô cùng giằng xé trong cái nội tâm của cô ấy mà không biết nói với ai, không biết kể với ai ra làm sao. Chỉ biết tâm sự với quý vị khán giả, tâm sự với Hồng Nhung trên audio hành ngoại ngày hôm nay, cho vơi đi cái nỗi niềm nào đó trong lòng. Ai cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình. Và Hồng Nhung nghĩ là khi mà bây giờ chân đã nhúng chàm rồi, cái cách duy nhất để cô có thể thoát ra khỏi cái ngoại tình này thì chỉ có thể là cô phải thanh toán hết cái số nợ cho ông chủ của mình thôi, cho người sếp của mình, chứ chẳng có cách nào cả. Quý vị khuyên cô như thế nào? Nghĩ ra sao về câu chuyện này? Quý vị hãy bình luận xuống bên dưới nhé, để cho cô gái của chúng ta, cô có được những cái sự tâm sự trải lòng và những cái lời khuyên nó hữu ích nhất cho cái hoàn cảnh rất là trớ trêu bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với Hồng Nhung trong hai câu chuyện tâm sự vừa rồi. Có lẽ là Hồng Nhung xin dừng video clip tại đây. Và Hồng Nhung sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự sẽ có trong số phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại, chỉ bằng cách là quý vị hãy bấm like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một audio nào mà chúng tôi phát hành mỗi đêm. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.